Cái này cây kim quýt nha các bạn, cả ngón tay tôi nè, cái thân nó quái quái nè, thấy không? Cái này mấy bạn về mấy bạn cho nó mới mới ăn lên tược uống nó quái quái. Cái này nhìn nó có đẹp có duyên lắm nha, cái rễ nè. Cái này từ cái giống như cái rễ cây kim quýt nha bạn. Không, nhìn này đẹp lắm nha. Mình bán còn cây này cây trang đỏ. Con cây này cây trang vàng nè, bông nè. Mà mấy cây này dâm cành nha các bạn, cái thân nó bự lắm, cái đoạn thân này bự hơn của những cái đó. Dâm cành. Con này cỡ ngón tay thôi. Này cỡ ngón tay thôi. Mình bán 4 cây này nha các bạn. 4 cây 200 đi, bán cho anh em mua chơi cây mấy chục ngàn. Bông rồi các bạn thấy không? Ừ. Dễ bông lắm. Dâm cành không mà nó ra bông nó ghê không? Trang vàng nha các bạn. Mình bán 4 cây. 4 cây lấy tiền thùng xốp chứ tiền phí thôi, trong cán thôi. Cái cây này đoạn thân cũng bự lắm nha mấy bạn, giờ mình chỉ cỡ con chuyện cái mấy bạn á, mình cắt từ một cái thân cây mẹ bự đó, mình dâm ra rồi mình bán mấy bạn. Còn cây này nè, cây này kim quýt này nhìn nó nhìn hay hay lắm này. 4 cây nha mấy bạn, em mua được ủng hộ chơi. Bán 4 cây 200 ngàn, kim quýt cộng với bông trang 4 cây 200 ngàn, bao ship luôn.